Việt Nam và Anh ngày 11 và tháng Mỹ. 12 ra tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước, trong đó gia hạn đối tác chiến lược thêm 10 năm nữa và xúc tiến nhân quyền. Chiều ngày 11 tháng 12, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss đã ký biên bản ghi nhớ kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh, theo báo Nhà nước. Cả hai bên không cho biết khi nào sẽ chính thức ký kết hiệp định này, nhưng Việt Nam nói hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Dịp này, hai bên cũng thông qua tuyên bố chung tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh và tiếp tục kéo dài mối quan hệ này thêm 10 năm nữa kể từ tháng 9 năm nay. Tuyên bố chung viết, quan hệ đối tác này tạo ra khuôn khổ cho một mối quan hệ song phương bền chặt, đồng thời vạch ra các ưu tiên chính, bao gồm phát triển nền kinh tế carbon thấp, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy nhân quyền và thương mại.